Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ trả lời chất vấn Quốc hội của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long với một thông tin đáng chú ý, đó là các địa phương đừng vì quá lo ngại dịch mà không cho trẻ đến trường. Nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã hy vọng là con em của mình sẽ lại được nghe tiếng trống trường sau 7 tháng trời. Tuy nhiên, niềm mong mỏi vẫn chỉ là mong mỏi, các địa phương vẫn chưa mạnh dạn, cổng trường vẫn đóng im ỉm. Và chúng tôi vẫn rất đồng ý với phương châm là phải an toàn mới đi học và đã đi học thì phải an toàn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện nay đã khá là an toàn để có thể cho trẻ đến trường. Vì sao lại như vậy? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một phần câu trả lời trong phần trò chuyện của Chào buổi tối với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội. Đầu tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với trường quay ngày hôm nay ạ. Và trước khi mà chúng ta đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì ông có thể chia sẻ dưới góc độ đời thường, đó là nếu như mà xung quanh nhà mình hoặc là hàng xóm nhà mình có những cái bạn nhỏ mà đã phải ở nhà trong suốt 7 tháng qua thì cái tình trạng chung là như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng là gia đình nào thì cũng có trẻ nhỏ cả. Đấy, và ai cũng lo cho trẻ nhỏ cả. Vì là các cái nghiên cứu thì thấy là trẻ nhỏ thì cũng có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 giống như người lớn thôi. Đấy, cho nên là mà người lớn chúng ta chỉ giãn cách có vài ba tháng thôi là người đã điên đảo lên rồi. Đúng ạ. Đấy, vì ngoài cái chuyện lo công việc ra còn phải giao tiếp bạn bè, còn phải giải trí rồi thì thư giãn để làm sao đấy mình cân bằng cuộc sống. Đúng ạ. Thế bây giờ trẻ em ở nhà gần năm rồi, 7-8 tháng mà suốt ngày chỉ có ngồi học online. Có cháu tôi thì học buổi sáng học môn chính, buổi chiều học môn phụ, là suốt ngày máy tính. Vâng ạ. Đấy, thì ra ngoài thì không được ra bởi vì sợ lây nhiễm. Trên cái môi trường ảo như vậy nó có rất nhiều những cái nguy cơ, những cái trò chơi, những cái thậm chí là kết bạn kết bè rồi thì những cái hình ảnh xấu, nói chung là rất là ảnh hưởng đến tâm lý và đặc biệt là về thể chất. Cái trẻ phải phát triển cả về thể chất. Đấy, mà bây giờ mình suốt ngày ở nhà như vậy thì rất là về lâu dài là rất là nguy hiểm. Vâng, nên là rất là lo lắng, rất là mong mỏi là làm sao đây chúng ta có thể bình thường hóa cái việc học hành của các trẻ được. Vâng ạ, đó là tình trạng chung và suy nghĩ của tất cả các bậc phụ huynh đúng không ạ? Vâng. Và chính vì như thế mà vào ngày 8 tháng 11 thì Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có những cái phương án cho trẻ đến trường. Và theo đó thì với những cái địa phương có cấp độ dịch là cấp độ 1, cấp độ 2 thì có thể linh hoạt để làm sao mà trẻ không chỉ học trực tuyến ở nhà nữa. Thế nhưng mà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khi mà chúng ta cũng đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh rồi mà trẻ nhỏ thì lại vẫn chưa được đến trường. Ông đánh giá sao vì sự chậm trễ này ạ? Tôi nghĩ rằng là cái thận trọng cho mấy trẻ ở các cái thành phố lớn thì cũng là cần thiết thôi. Đấy, tuy nhiên tức là chúng ta thận trọng căn cứ vào cái gì? Thì bây giờ trường an toàn hay không là hoàn toàn do chúng ta. Đấy, chúng ta bố trí lớp học ra sao, chúng ta kiểm soát trẻ như thế nào, chơi ra sao, tách biệt các lớp như thế nào, ngồi như thế nào, rồi thì hạn chế tiếp xúc, rồi thì vệ sinh tay khử khuẩn như thế nào là hoàn toàn là quyền của chúng ta. Và đấy là nhiệm vụ chống dịch của nhà trường và các cấp ngành y tế liên quan nữa, thì chúng ta có thể làm được. Thế còn lại cái môi trường mà an toàn ở bên ngoài ấy, tức là mỗi trẻ thì chủ yếu là nhà trường và gia đình. Thì gia đình thì hầu hết những người lớn là chúng ta đã được tiêm vaccine rồi. Cái thứ hai nữa tức là các cái biện pháp phòng chống dịch thì chúng ta cũng trở thành thói quen rồi. Tức là vấn đề mang khẩu trang, vấn đề tiếp xúc với lại mời khách đến, hạn chế tiếp xúc, rồi thì vấn đề khi mà đi đến đâu thì chúng ta cũng thực hiện các cái quy định về phòng chống dịch. Tuy nhiên tức là Hà Nội thì lốm đốm thì cũng có những cái vùng dịch, thành phố Hồ Chí Minh thì còn nhiều hơn. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là tất cả. Nó chỉ là những cái chấm nhỏ so với lại toàn thành phố thôi. Đấy, và cả thành phố thì có rất nhiều quận huyện là chúng ta đã ở vùng cấp độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 rồi. Thì chúng ta cũng phải xem xét mở trường và chúng ta cũng phải phải nghĩ rằng là gì, việc mở trường đó đồng ý là phải an toàn mới mở. Đấy, nhưng mà cũng có thể là mở, cũng có thể dẫn đến những ổ dịch ở nhà trường. Đấy, nhưng mà nó cũng giống như là người lớn thôi, chúng ta hoạt động kinh tế xã hội thì chúng ta nhà máy xí nghiệp chúng ta cũng có thể, thì chúng ta phải có những cái cách để làm sao đấy nếu như có một vài trẻ hoặc một vài lớp bị thì
cái trẻ đó, cái lớp đó có thể là tạm học online, còn lại những trẻ khác thì chúng ta vẫn học bình thường. Dạ vâng ạ, ông có chia sẻ là chúng ta cần phải dựa vào những cái tiêu chí và dựa vào tình hình cụ thể tại từng địa phương. Cụ thể như là tại thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì chúng ta dựa vào những tiêu chí nào để có thể căn cứ vào việc là trẻ có được đến trường hay không ạ? Tôi nghĩ rằng là những cái vùng mà đang có ổ dịch chẳng hạn thì rất khoát là không được đến rồi. Vâng ạ. Đấy, bởi vì là nó có thể mang cái virus tới nhà trường. Thế còn những cái vùng mà cấp độ một dịch, cấp độ dịch 1, 2 và không có những cái ca lây nhiễm. Đấy. Mặc dù là chúng ta cứ nghĩ rằng là xung quanh ở đâu đó đều có cả, nhưng mà tại thời điểm này là không có, và nhìn chung là trong hơn một tháng qua thì cũng chỉ có một ngày cũng chỉ có 70 ca mới thôi. Đấy, thì chủ yếu là những cái nhóm nguy cơ. Thì chúng ta nếu như mà kiểm soát tốt những cái nhóm nguy cơ đó với sự tham gia của cha mẹ học sinh, kết hợp với nhà trường nữa, và cái điều kiện tổ chức ở nhà trường nó đảm bảo an toàn, thì chúng ta có thể mở trường được một cách an toàn. Và có một cái điều đáng lưu tâm, tức là trẻ nhỏ thì đúng là có nguy cơ lây nhiễm. Những nghiên cứu ở nước ngoài người ta thấy rằng là nếu như một gia đình mà có người nhiễm thì khả năng trẻ cũng có thể bị nhiễm giống như người lớn. Đấy, tuy nhiên nhưng cũng cái nghiên cứu đó người ta thấy rằng là gì, là 50% trẻ nhiễm là không có triệu chứng. Dạ. Trong khi người lớn chỉ có 2% là không có triệu chứng thôi. Vâng. Để thấy rằng là gì, trẻ bị nhiễm thường là bị một cái biểu hiện rất là nhẹ. Đấy. Và thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy rằng là cũng chỉ có 5,6% những cái trẻ trong cái đợt dịch vừa qua là bị nhiễm. Vâng. Có một nghiên cứu như vậy thì ta thấy rằng là cái tỷ lệ trẻ họ nhiễm bởi vì là nhiễm ít, bởi vì là ít ra ngoài môi trường, ít ra giao lưu ra ngoài xã hội, ra những đến tới những nơi nguy cơ, mà chủ yếu là ở nhà. Bây giờ đến nhà trường mà tất cả các trẻ đều là trong cái tình trạng thuần khiết cả, và trong cái điều kiện chúng ta có kiểm soát cả, thì chúng ta cũng, chúng tôi nghĩ là kể cả về mặt nguy cơ lây nhiễm cũng như là cái mức độ nặng của trẻ nó cũng không phải là lớn. Vâng ạ, và chúng ta hoàn toàn không thể chờ vaccine được, bởi vì chúng ta cũng không có đủ vaccine để tiêm cho tất cả các trẻ. Vâng ạ. Trong thời điểm hiện nay cả thế giới. Và như vậy là chúng ta cần phải căn cứ nhiều nhất vào yếu tố dịch tễ, đúng không ạ? Dạ. Và có một cái từ mà ông nhắc tới, đó là từ thuần khiết. Và có nhiều ý kiến cho rằng là trong một cái môi trường thuần khiết như là trường học, khi mà chúng ta kiểm soát tốt thì ít có nguy cơ là bùng phát dịch mạnh. Ông có ý kiến như thế nào ạ? Bây giờ chống dịch, sống chung với Covid thì chúng ta phải tính đến nguy cơ. Đấy, nguy cơ ở đây tức là nếu như mà ở nhà mà ít ra ngoài. Dạ. Đấy, bố mẹ của trẻ mà tuân thủ tốt các quy định phòng chống dịch, lại được tiêm phòng vaccine đầy đủ rồi, đấy, thì nguy cơ lây nhiễm ở nhà, tất nhiên là ở nhà là chính chứ không phải ở trường là chính. Thế còn tất cả các trẻ đến trường rồi thì có thể lây nhiễm chủ cô giáo, thầy giáo, tất cả mọi người đã được theo quy định là như Hà Nội chẳng hạn thì có đến 98% được tiêm đầy đủ vaccine rồi. Đấy, thì là và các cái điều kiện như tôi nói ban đầu, tức là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong vấn đề, tức là giữ khoảng cách, vấn đề khử khuẩn vệ sinh, vấn đề quy định mang khẩu trang, vấn đề là ngăn cách giữa các lớp, hạn chế giao lưu các lớp, thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được. Đấy, và nếu như mà gia đình mà cũng đồng, tức là đồng lòng cùng thực hiện giữ cho trẻ, thì thực tế mà nói cái nguy cơ lây nhiễm của trẻ ở nhà trường nó thấp hơn nhiều so với lại người lớn chúng ta đi ra ngoài xã hội. Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta vẫn cần phải chủ động và chúng ta lo, nhưng mà không quá đáng lo để mà trẻ phải cứ ngồi ở nhà. Chủ động phòng tránh nhưng mà không quá hoang mang lo lắng, đúng không ạ? Vậy. Và đó cũng chính là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong việc là nếu như trường học được mở cửa trở lại thì trẻ cũng sẽ có thể được đến trường, để tránh những cái mối lo, những cái nguy hiểm như ông đã chia sẻ vừa rồi khi mà trẻ học trên môi trường online. Và hy vọng rằng là những cái thông tin này cũng sẽ khiến cho quý vị khán giả chúng ta hiểu rõ hơn về môi trường học khi mà chúng ta mở cửa trường học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 sẽ là như thế nào. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với trường quay của Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.